Xin chào tất cả các bác và anh em. Lên sóng giới thiệu những cả các bác và anh em để cho anh em mua về độ chế loa nhé. Trước mắt các bác và anh em là 1, 2, 3, 4 cặp loa, tức là 8 chiếc loa, 8 chiếc củ loa bát của Onkyo. Tất cả đều là bát 12cm tính từ vị trí bát ốc và 13cm tính hết vành. Tất cả loa em đã test hoạt động sống ok và bao zin nguyên bản cho các bác và anh em mình luôn. Bây giờ thì em sẽ đi test lướt qua lại một lượt nữa cho các bác và anh em mình. Sau đó em sẽ quay sơ với hình thức, tất cả đều ok các nhé. Gân giếc đều là gân cao su zin nguyên bản, chưa thay thế. Em sẽ test từng chiếc một nhé. Tất cả là sống ok các bác nhá, như em vừa mới test. Và những dòng loa này anh em mua về lắp không tần thì có thể biến thành những chiếc loa chung như chiếc loa mid rất là ok luôn. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ cái một hình thức cho các bác xem nhá. Đấy, ở đây có hai cặp này là màng của nó sẽ là cái mạng dạng cái màng kiểu như là giả cái vân gỗ. Đấy, giả gỗ. Còn hai cặp còn lại là màng của nó trang trí theo kiểu là màu đen các bác nhá. Đấy. Tất cả đều ok và nhìn hình thức nói chung là về cơ bản là đẹp. Đấy. Hàng bãi các bác nhé, tất cả đều là hàng bãi zin nguyên bản cho các bác. Đấy. Tất cả đều là từ kép sắt xi. Đấy. Công suất 25W, chở kháng 5 ohm. Đấy. Đấy, những cái đen đen này những cái bụi bặm bên trong đấy các bác nhé, những cái mục ở trong những lớp bông tiêu âm của nó nên nó dụ nó mục ra này, nó sẽ dính vào những cái này. Đấy. Tất cả 25W và 5 ohm, anh em về vệ sinh lại là ok nhé. Đấy, lắp vào thùng, lên thùng chế cháo thôi. Tất cả đều 25W và 5 ohm như nhau cả. Tiếng cũng như nhau, em cũng test sơ bộ tiếng cũng như nhau luôn các bác nhé. Đấy, một cái màng nhìn nó màu nó khác nhau tí thôi. Thế còn tiếng y hệt như nhau luôn. Đấy. Kiểu như thế cả, nó là cùng một cái công nghệ cả mà. Nó trang trí hình thức nó khác nhau một tí thôi. Đấy. Nói chung về cơ bản là ok. Không có vấn đề gì cả, anh em mua về chế cháo. Anh em nào làm loa thì lấy cả combo thì em tính là 400.000 một cặp. Đấy, 4416 là 1.600.000 bao ship cho các bác. Còn anh em mua lẻ thì em cứ tính là 430.000. Thực ra những cái này thì bọn em mua về thùng nó xấu quá, em phải giá cũ thôi. Cho nên là lời lãi không được bao nhiêu, có thông cảm nhá. Đấy thì em bán giá là 430.000 bao ship. Đấy, còn anh em mua cả thì em tính 400.000 là 1.600.000 là cũng bao ship cho các bác luôn. Tất nhiên là anh em phải chuyển khoản đủ nhá. Còn các bác chuyển cọc thì cứ cọc trước cho em. Ví dụ như là lấy một cặp thì thôi, các bác chuyển đủ luôn đi để bao ship. Còn nếu lấy cả anh em chưa tin tưởng, anh em có thể chuyển trước cho em 200-300 cũng được, em sẽ gửi hàng. Nhưng mà nếu các bác gửi như thế thì các bác giả tiền ship giúp em, bởi em đang rất là cần vốn để nhập hàng, thì các bác chuyển đủ luôn được 1.600.000 thì em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, anh em mà lấy một chiếc, hai chiếc hay là trên một chiếc không bán đâu, từng đôi một. Đấy, hoặc là lấy cả thì báo em nhé. Rồi, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiện Audio. Zalo của Trung Kiện Audio là số 0975 575 262. Rồi, xin chào các bác.